Xin chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tuấn SC nhá. Hôm nay mình sẽ đem đến cho anh em một cái clip mình nghĩ sẽ rất là mới mẻ. Trong clip này sẽ có hai sự mới mẻ. Một là setting mới của mình, hai là mình sẽ tập chơi bằng cái gyro với độ nhạy là 300 anh em nhá. Rồi, 300 luôn. Đây, bây giờ mình sẽ nhảy xuống đây. Ok luôn. Đấy, cái tâm trắng thì mình không để gyro anh em ạ. Còn lại tất cả đều có gyro hết anh em nhá. Đấy, để xem là với cái độ nhạy 300 này thì mình sẽ chơi như thế nào. Ô, có thanh niên đang ngồi này. Làm thịt thanh niên đang ngồi luôn. Rồi. Ô, bạn nó hình như sang cứu anh em ạ. Có mấy tên còn đang chạy vào trong nhà mình này. Hình như là không phải bạn. Nếu bạn sang cứu thì nó phải ở trong nhà chứ đúng không nhỉ? Đây, từ từ mình thủ cái nhà mình đã nhá. Mấy thanh niên ở chạy ở ngoài kia không tính. Tình hình này nó lên, nó nhìn thấy mở cửa mở này, nó biết chắc chắn là mình ở trên đây rồi. Cho nên là chắc chắn là mình phải dùng. Nếu mà mình không chơi gyro ấy là mình sẽ tự tin ngay anh em ạ. Nhưng mà bây giờ mình đang chơi gyro nên thành ra cũng không tự tin lắm. Rồi mình tin là mình vẫn có thể vã được mấy thanh niên này. Cái tâm trắng thì mình cũng để 300 anh em nhá. Chỉ có cái tâm camera là mình không, là mình tắt đi thôi anh em ạ. Còn lại khi bắn là vẫn có gyro đấy anh em. Cho nên là bây giờ bắn là mình có thể nhấp nhả ngồi các kiểu con đà điểu. Úi giời ơi, thế mà không chết anh em ạ. Bình tĩnh đi bạn, bình tĩnh đi bạn. Úi giời ơi, hai shipper. Ô, thêm một shipper boss nữa. Rồi, từ từ mình phải lấy đồ đã anh em ơi. Vẫn còn tiếng chân ở phía dưới rất đông luôn. Ok. Úi, vãi nồi. Lại thêm một con boss nữa. Con boss này. Ấy, cái đệt trả lụa có thằng nó phóng cả rocket vào trong nhà mình anh em ạ. Nó ăn mất con boss của mình rồi. Ôi vãi nồi quả rocket ạ. Sợ thế nhở. Vãi nồi ạ. Nó vã cả một quả tomahawk vào nhà tôi anh em ơi. Trời đất ơi. Vãi nồi. Hôm nay setting mới đã lỡ ngớ sẵn rồi. Rồi cả lại còn chơi cả gyro nữa. Người ta gọi là độ khó nhân 2 đấy anh em. Đấy. Nếu mà anh em yêu quý mình ấy, hoặc là anh em có gọi là yêu thích mình chơi gyro cũng như là chơi setting mới ấy, anh em comment ở phía dưới nhá. Mình sẽ làm một clip gọi là hành trình gọi là làm quen với cả setting mới và gyro 300 anh em ạ. Đây thì mình cũng chưa tùy chỉnh gì nhiều đâu. Mình mới tùy chỉnh một tí xong rồi bắn ở trong cái training một tí. Xong mình vào mình làm clip luôn cho anh em đấy. Cho nên nếu mà anh em yêu quý mình nhớ cho mình một like nhá. Và ai có nhu cầu mua ạc thì nhớ vào shop của mình tuấnhc.vn nhá. Đây này, tiếng chân ở phía dưới đông lắm này. Sợ quá anh em ạ. Chỉ sợ cái thằng, mấy cái thằng nó chạy ở nhà kia bên trái nó ra bắn mình thôi. Đây. Một thanh niên. Người Indo anh em ạ. Ui nó có X3 luôn này. Ui mình sẽ đổi sang AK anh em ạ. AK xoáy cho nó đã anh em ơi. Mình thử rồi anh em ạ. Ghim tay ấy thì bắn AK rất dễ vào đầu anh em nhá. Nhưng mà ghim gyro ấy thì bắn AK lại khó vào đầu lắm. Chủ yếu là hit body thôi anh em ạ. Cho nên là chắc là mình chưa quen, mình sẽ phải học tập, cũng như là mình sẽ phải tập thêm rất là nhiều nữa. Không biết là nếu mà anh em yêu cầu chơi setting và chơi gyro ấy thì không biết là tối nay lên live bắn cho anh em xem kiểu gì đây. Nhưng mà mình sẽ cố anh em ạ, nếu anh em thích mình chơi theo cái kiểu này. Bởi vì mình thấy là cái setting này nó sẽ giúp cho mình khá là nhuần nhuyễn đấy. Đây. Anh kia, ui. Á đù, nó biết mình trốn ở trên đây anh em ạ. Chạy ra cái bắn luôn. Dã man thật. Rồi, đâu đó cứ phải là 2-3 tên vào trong nhà mình. Mình vẫn phải nhìn ở sang bên trái anh em. Đây. Này thì lên. Này thì lên. Ui. Đây, cho nó một quả bom keo. Không có thằng nào chết anh em ạ. Từ từ mình phải xuống mình lút máu đã. Mình không có máu. Đây, một tên này. Còn một tên nữa nó trốn đi đâu rồi ấy. Thôi từ từ. Lút. Thiên lòng mật đừng nói hát. Cái gì nó cứ pen. Với thằng Thái Lan anh em ạ. À.
ở dưới hai, ở dưới là hai team anh em ạ. Đó, cho nó điếc tai để nó không biết mình ở trên đây anh em ơi. Cho mình lên mình làm quả máu đã. Rồi các bạn cứ lên đây. Hơi khó anh em ạ. Cái đồ mặc dù là mình đã thử ở trong cái khu vực training ấy, nhưng mà nó vẫn khó anh em ạ. Cộng với cả cái setting mới nữa, thành ra nó lớ ngớ lắm. Ôi. Lại thêm một thằng nữa chạy tới nữa. Vãi trưởng. Ấy. Trời ơi, đáng nhẽ quả đấy mình giật ra mình là mình phải sấy trước luôn chứ. Mình đã ngờ ngợ có thằng nó núp đấy rồi chứ. Trời đất ơi, quả đấy mà giật ra sấy luôn là có mạng thanh niên đấy rồi. Dại dột quá anh em ạ. Thôi lại chạy lên trên thôi. Mấy thanh niên này còn đang mở mic on đây. Cứ từ từ nhá. Đây đây, chạy gần đến nơi rồi. Á đủ. Ghim nó không được chuẩn anh em ạ. Ghim nó cứ chúi xuống đất ấy. Này thì vào đây với chúng tôi. Rồi. Cậy đông hiếp yếu à. Hai team đẩy mình lận anh em ạ. Dã man luôn. Một ký không. Mình vẫn chưa quen ấy, cho nên là nhiều khi ấy mỗi lần mà mình bấm vào cái nút trên màn hình ấy anh em. Đấy là giống kiểu cái tâm của mình nó rung lắm anh em ạ. Nó rung không phải là rung của Giro mà nó rung giống kiểu mình ấn cái iPad nó mạnh quá chẳng hạn thế. Đấy, thế là nó chìm xuống, xong mình lại nhấc cái iPad lên, nó lại vẩy lên. Buồn cười lắm anh em. Đấy. Anh em thấy không? Nó không chuẩn đấy anh em. Còn nếu ghim tay á là mình bật phát là cái tâm đã dính vào cái thằng ở dưới rồi. Hoặc là bất cứ một thằng nào mà mình muốn bắn nó ấy, là cái tâm của mình chỉ cần bật scope lên thôi là cái tâm của mình đã đưa vào đúng người nó rồi. Như bắn cái đồ thì kiểu nó cứ là sao ấy, bật cái scope cái là cái iPad nó bị nghiêng ấy, thế là nó tự ghim tâm luôn, thế là bị lệch tâm anh em ạ. Đây, tôi chỉ cho anh em một cái góc kê nữa ở nhà này. Ngon lắm. Ở chỗ cái map này bắn thích lắm anh em ạ. Đấy. Rồi, thế là ok rồi đấy. Nói chung là hôm nay bắn hơi gượng tay anh em ạ. Vừa mới setting xong rồi sau đó là lại có hai cái thứ mới. Mà đối với mình hai thứ đấy đều là khó hết. Bởi vì nhiều anh em cũng yêu cầu quá. Anh em cứ bảo là người ta chơi Giro hết rồi, anh không chơi Giro là anh bị tụt hậu đấy. Anh bắn nó sẽ không hay đâu. Anh chơi Giro đi. Bọn em thích xem anh Giro cơ. Để chẳng hạn nếu anh chơi Giro thì em có thể tham khảo được đấy. Và nhiều bạn còn đặt ra cho mình cái thử thách đó là anh thử chơi Giro trên iPad đi, xem anh có cầm nổi Giro trên iPad hay không. Thì cá nhân mình thì mình thấy là cũng bình thường, bởi vì mình cầm iPad mấy năm nay rồi, mình có bao giờ để con iPad xuống đâu. Thế thành ra là bảo mình là cầm iPad để chơi game thì nó đơn giản anh em ạ. Nói chung cái đấy là đơn giản, chủ yếu là mình không quen cái Giro ấy. Đấy nó khiến cho mình kiểu mỗi lần mình bắn ấy mình nó cứ kiểu không kiểm soát được ấy. Khó nói cho anh em hiểu được cái cảm giác của mình lắm. Kiểu giống kiểu mình không kiểm soát được cái khẩu súng của mình ấy, nhiều lúc bực mình lắm. Trước thì mình chơi 100. Đấy, xong bây giờ anh em yêu cầu quá, hôm nay nghĩ là thôi, đằng nào cũng là setting mới lớ nga lớ ngớ, chơi ngu rồi. Đấy thì làm luôn quả Giro 300 luôn đi cho nó ngu hẳn đi. Ai ngờ lại làm được 10 kill rồi. Tiếng súng ở đây thì chắc bọn nó cũng chỉ ở lanh quanh đây thôi anh em ạ. Mình vừa thấy chạy lớp phớt. Ấy, phải nồi ạ. Không biết nó nhìn thấy mình chưa. Chưa anh em ạ, chưa nhìn thấy. Như hình như là mình nhìn thấy hai thằng hay sao ấy. Từ từ để xem đã. Đúng luôn. Ui. Đấy, đấy là lý do đấy anh em ơi. Không chơi Hero là hai thằng đấy chết rồi. Cái tâm nó cứ chúi xuống xong mình lại phải nhấc lên ấy. Mình cứ kiểu bị phân tâm ấy anh em. Chứ nó không lia được. Thôi rồi, từ từ đã. Người ta bảo rồi, có cung mài sắt thì có ngày lên kim. Không biết là có nên được kim không, nhưng mà thôi thì cứ cố gắng anh em nhờ. Biết đâu được sau khi mình chơi Giro thì anh em lại thích xem sao, đúng không? Cũng là một cái nữa để mình trải nghiệm
sau này những tựa game bắn súng khác mà có hero thì mình sẽ chơi vừa ghìm tay vừa hero, nó bổ trợ cho nhau, nó sẽ pro hơn. Đây 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 đây. Mẹ, thật sự là không dám bắn anh em ạ. Cái để trả lụa mù hết cả mắt rồi. Khó chịu thật sự anh em ạ. Ui. Nó cứ thế này thôi, trông có vẻ lúc không có địch thì bắn chuẩn chuẩn lắm, nhưng mà cứ có địch kiểu nó bị rung ấy anh em. Thế mình fake. Sợ là sợ một thằng nữa nó gài nó chạy sang phải này. Chứ thằng này áp sát thì mình cũng chơi được thôi. Áp sát thì thoải mái. Áp sát thì tự tin lắm. Ui! Vãi nồi, đúng như mình nghĩ luôn, mình tưởng là thằng kia nó cũng đẩy trái rồi chứ. Cày thế nhờ, top 4 anh em ạ. Đấy, đấy là trải nghiệm của mình với setting mới kèm với cả gọi là Giro 300 anh em ơi. Nếu anh em thấy thích những cái clip mà mình trải nghiệm hai cái thứ mới trong một video như thế này ấy, thì anh em nhớ like cũng như là đăng ký kênh nhá, để mình có thêm động lực. Có thể là tối nay mình cũng sẽ đem setting mới cũng như là đem Giro lên trên live luôn. Nếu mà anh em ủng hộ thì cũng gọi là comment ở phía dưới video nhá. Tạm biệt anh em. Chào mừng các bạn đã đến với tuấnxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấn Xe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người.